Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Trung Quốc đã cài phần mềm độc hại vào mạng lưới liên lạc và năng lượng quan trọng của Mỹ. Họ tin rằng hành động của Trung Quốc như một quả bom hẹn giờ có thể tấn công quân đội Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột. Các quan chức quân đội, tình báo và an ninh của Mỹ cho biết phần mềm độc hại này có khả năng giúp quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc làm gián đoạn các hoạt động quân sự của Mỹ nếu Bắc Kinh tấn công Đài Loan vào một thời điểm nào đó. Các hệ thống bị ảnh hưởng có thể cho phép Trung Quốc không chỉ cắt nước, điện và thông tin liên lạc tới các căn cứ quân sự của Mỹ, mà còn tới các hộ gia đình và doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ. Báo cáo được công bố 2 tháng sau khi Microsoft cảnh báo rằng các tin tặc Trung Quốc đã xâm nhập vào các mạng cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ. Microsoft đã chỉ ra đảo Guam là một mục tiêu, nhưng cho biết các ba máy tính bí ẩn cũng xuất hiện trong hệ thống cơ sở hạ tầng ở các nơi khác tại Mỹ. Đảo Guam nằm ở khu vực Thái Bình Dương, là tiền đồn quân sự vô cùng quan trọng của Mỹ. Các nhà chức trách ở Úc, Canada, New Zealand và Anh đồng thời cảnh báo rằng hoạt động tấn công mạng của Trung Quốc có thể đang diễn ra trên toàn cầu, ảnh hưởng đến nhiều loại cơ sở hạ tầng. Tờ New York Times cho biết, việc phát hiện ra phần mềm độc hại đã dẫn đến một loạt cuộc họp tại phòng tình huống của Nhà Trắng, với sự tham gia của các quan chức quân sự, tình báo và an ninh quốc gia hàng đầu, trong nỗ lực truy tìm và xóa bỏ mã độc. New York Times dẫn lời một quan chức quốc hội, đánh giá hoạt động của phần mềm độc hại là một quả bom hẹn giờ. Vào ngày 28 tháng 7, Nhà Trắng đã đưa ra một tuyên bố, nhưng không đề cập đến Trung Quốc hoặc các căn cứ quân sự. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, Adam Holt cho biết, chính quyền Tổng thống Biden đang nỗ lực không ngừng để bảo vệ Mỹ khỏi bất kỳ sự gián đoạn nào đối với cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm cả việc phối hợp giữa các cơ quan để bảo vệ hệ thống nước, đường ống, hệ thống đường sắt và hàng không, cùng những hệ thống khác. Ông Adam Holt nói thêm rằng, Tổng thống Biden lần đầu tiên cũng bắt buộc thực hiện các biện pháp an ninh mạng nghiêm ngặt. Các báo cáo về hoạt động của phần mềm độc hại được đưa ra khi mối quan hệ giữa Trung Quốc đại lục và Mỹ đặc biệt căng thẳng về nhiều vấn đề, từ Đài Loan đến chất bán dẫn. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.